các mẹ đều không biết các mẹo bóc vỏ này đâu. 1. Cắt đôi củ tỏi, dùng dao đập một cái, có thể bóc sạch sẽ vỏ rồi. 2. Cắt đôi quả thanh long, cắt dọc rồi lại cắt ngang, sau đó lách dao theo vòng tròn, đổ ra bát ăn dễ dàng hơn nhiều. 3. Không tách được vỏ hướng dương, buộc đôi đũa lại, kẹp ở giữa một tờ giấy, có thể dễ dàng tách vỏ rồi. Follow tôi, học được thêm nhiều mẹo vặt nhé. Có vài mẹ không biết các mẹo này đâu. 1. Bánh mì nướng cháy mà ném vào thùng rác thì là không đúng rồi, có thể trà sát hai mặt bị cháy vào với nhau là ăn được rồi. 2. Gom giấy đã dùng gom lại với nhau, rất dễ rơi là tả, gập lại mép giấy, ấn dưới vòi nước, có thể xếp vào ngăn nắp rồi. 3. Đổ dầu trực tiếp vài bình rất dễ đổ ra ngoài, dùng một cây đũa bạn có thể dễ dàng đổ hơn. Một số mẹo mà mẹ không biết đâu. 1. Lọc vảy cá bằng mặt bên của bàn nạo, không ngờ lại sạch đến vậy. 2. Dùng kết hợp dao và dĩa như thế này, cùng một lúc xoay một vòng tròn, có thể mở được nắp chai rượu vang rồi. 3. Lúc thái tỏi, lát tỏi bị dính lên mặt dao, chỉ cần rắc một chút muối lên là được. 4. Không mở được lon nước, luồn một cái ống hút vào, kéo ống hút lên là có thể uống coca rồi. 5. Nắp vung quá nhỏ thì phải làm sao, kê một cái muôi lên rồi đóng nắp là được. 6. Bỏ cục đá vào xoay một vòng, có thể loại bỏ khá mỡ thử rồi. Follow tôi để biết thêm nhiều mẹo vặt nhé. Các mẹ đều không biết mấy mẹo vặt phòng bếp này. 1. Tay không thể mở được nắp bình, dùng cạnh của cốc là mở được rồi. 2. Thịt đông cứng lại, đặt miếng thịt lên đáy nồi to, do mở nhỏ đặt lên trên, đổ nước lạnh vào, 15 phút sau có thể giã đông rồi, đóng gói theo cách đơn giản dễ làm bẹt bánh. Cắm mấy cọng mì lên bánh kem, chùm giấy bóng lên là có thể hoàn toàn giữ nguyên hình dáng bánh. Follow tôi để biết thêm mẹo vặt cuộc sống. Các mẹ đều không biết mấy mẹo vặt này đâu. 1. Dùng dao cứa vài đường trên vỏ trứng, có thể cắt rau củ rất sắc vừa nhanh vừa chuẩn. 2. Trải giấy nếm vào trong chảo, đổ đầy dầu để chiên đồ ăn. Sau khi chiên xong, trong chảo không có dầu cũng không bị bẩn. 3. Đổ sữa vào bình thủy tinh, bỏ vào trong đó vài quả thông, đậy nắp để qua đêm. Thế là sữa đã đặc lại rồi. 4. Tách lòng đỏ trứng, quét một lớp lòng trắng trứng lên quả dưa chuột, có thể bảo quản dưa chuột lâu hơn. Follow tôi để học thêm các mẹo hay nhé. Các mẹ đều không biết mấy mẹo vặt trong bếp này. 1. Đồ đạc gia vị trong bếp bừa bộn, dùng các bình nhỏ đựng, đặt lên trên đó miếng nam châm, ở dưới đáy dán tên gia vị, dính lên thật dễ dàng. 2. Bột mì rất dễ dính lên tay, đổ bột mì vào túi, một cốc đường, trứng gà, kéo nắp lại rồi nhào, sạch sẽ lại vệ sinh. 3. Dùng dao cắt tốn sức chết đi được, rạch trên nắp lọ một lỗ nhỏ, nạo cà rốt vừa nhanh lại sạch sẽ. Follow tôi để học thêm những mẹo vặt nhé. Vài mẹ không biết mấy mẹo vặt này đâu. 1. Cắt phần đầu chai nhựa, cắm vào một cái ống hút, lồng vào máy sấy tóc, có thể hút không khí, bảo quản chân không rau củ rồi. 2. Cắt chai nhựa ra, cắt thành hình cua rua, chập hai bình lại với nhau, hơ đầu một cái đinh, đục hai lỗ nhỏ, đặt một tấm gỗ lên, cố định bằng dây thép, thế là làm xong một cái chổi nhựa rồi. 3. Cán chổi cứ bị bung ra ngoài, không gắn được vào đầu chổi, dán một cái nắp chai lên đầu chổi, cắt phần đầu chai nhựa, lồng vào cán chổi rồi hơ lửa, lắp lại với nhau, lại tiếp tục quét được rồi. Follow tôi để biết thêm mẹo vặt nhé. Các mẹ đều không biết mấy mẹo vặt nhà bếp này đâu. 1. Tháo cây cào bị rỉ ra, dùng một chai coca to để ngâm. Cây cào sau khi được ngâm xong, có thể dùng để treo ly rượu. 2. Sơn màu cho mắc quần áo, phủ một lớp keo lên móc, dán móc sắt với móc quần áo lại với nhau, có thể dùng để treo cốc uống nước. 3. Dùng băng keo hai mặt, dính mấy cuốn sách lại với nhau, dùng dây thừng buộc lại, có thể dùng làm chỗ cắm dao rất an toàn. Follow tôi để học thêm thật nhiều mẹo vặt. Một vài mẹo làm đẹp cho chị em. 1. Dùng son bôi quanh nút trang điểm, vẽ vòng tròn, xoay vòng tròn, bạn đã có một đôi môi đỏ quyến rũ rồi. 2. Chuốt mascara, dùng máy sấy sấy mi vừa chuốt, trong chốc lát mi đã cong rồi này. 3. Các bạn nữ tóc dài không biết cách tỉa tóc, đội nắp quạt lên, cắt phần tóc thử dọc theo nét quạt, có phải cảm thấy so với thợ cắt tóc còn đẹp hơn không?